Thân mến, hôm nay tôi cùng tất cả các bạn sẽ chia sẻ về một cái chủ đề mà các bạn học về ngành du lịch các bạn hay thắc mắc nhất, các bạn hay hỏi nhiều nhất. Ngành riêng cái ngành hướng dẫn thì nó rất rõ ràng rồi, mình học hướng dẫn ra thì mình sẽ làm hướng dẫn. Chúng ta có thể làm hướng dẫn ở tại những các khu du lịch, những cái điểm du lịch, chúng ta có thể làm hướng dẫn viên du lịch nội địa, chúng ta làm hướng dẫn viên du lịch outbound, hướng dẫn viên du lịch inbound. Tùy theo cái ngoại ngữ chúng ta là gì thì chúng ta sẽ làm đúng cái thị trường đó. Thì nó quá rõ ràng rồi. Nhưng mà riêng các bạn mà học về cái ngành mà quản trị lữ hành á, thì lúc chúng ta hay băn khoăn. Chúng ta hay hỏi là em học cái ngành về quản trị lữ hành thì nữa em làm cái gì trong công ty du lịch. Các bạn thân mến, thì hôm nay chúng ta sẽ chia sẻ kỹ về cái chủ đề này để các bạn không có còn thắc mắc nữa. Mà nếu mà chúng ta không còn thắc mắc nữa thì chúng ta mới học được tốt. Chứ còn học mà các bạn hay lo lắng là các bạn hay có những cái suy nghĩ học cái ngành lữ hành nó mông lung quá, nó nhiều thứ để học quá, thành thử ra là mình không biết mình nữa, mình ra trường mình làm gì trong công ty du lịch ta. Thì hôm nay tôi sẽ cùng các bạn giải đáp về cái câu hỏi này. Các bạn hay nghĩ rằng mình học ở cái ngành quản trị lữ hành ra đó, cái mình làm điều hành thì chắc chắn rồi, có một số bạn giỏi thì người ta sẽ tuyển các bạn vô, người ta cho các bạn thực tập ở trong công ty một thời gian, người ta sẽ cho các bạn làm trong cái phòng điều hành, sau đó mình được thực tập, mình được training, sau đó người ta thấy mình đủ khả năng thì người ta sẽ cho mình làm bên cái công tác là điều hành. Thì điều hành nó có nhiều cái chức danh, nó có nhiều cái điều hành khác nhau các bạn, tùy theo cái công ty của mình lớn hay nhỏ. Có những cái công ty nhỏ đó thì các anh điều hành này hầu như là anh làm hết mọi chuyện, chẳng hạn như từ cái việc mà tiếp xúc với khách hàng cho tới cái việc mà lấy danh sách khách hàng, rồi đánh máy, rồi kể cả mà mình luôn làm, mình kiêm luôn bộ phận kinh doanh mình, rồi mình thiết kế chương trình, rồi mình đi bán chương trình, kể cả là các bạn là cái người mà triển khai dịch vụ, rồi mua vé máy bay, rồi thậm chí có những cái công ty nhỏ là người điều hành người ta làm hướng dẫn viên luôn. Như vậy nó có quá nhiều công việc. Đó là những công ty nhỏ, bởi vì người ta không đủ sức để người ta thuê nhiều người, nên thành thử người ta mới làm như vậy. Còn những công ty lớn, chẳng hạn như công ty Vietro hoặc là công ty Sài Gòn Tourist hoặc là những công ty du lịch lớn khác đó, thì người ta rõ ràng người ta phân ra cái loại điều hành khác nhau. Thì đầu tiên là chúng ta nghĩ là khi mà chúng ta làm điều hành thì trong công ty có 3 mảng du lịch. Nếu công ty lớn thì nó có đủ hẳn 3 mảng luôn. Đó là điều hành du lịch inbound, điều hành du lịch outbound, điều hành du lịch nội địa. Thì nói không, mình thấy cái mảng điều hành đó ban đầu là mình thấy là có 3 cái người điều hành của 3 cái mảng này rồi. Nhưng nó còn có một cái chi tiết là khá thú vị nữa. Trong cái 3 cái mảng này đó, người ta còn chia nhỏ ra nữa, sẽ làm cái công tác là điều hành về vé lẻ, rồi điều hành về vé đò. Và ngoài ra cái bên bộ phận điều hành đó, người ta còn có những cái vị trí khác nữa. Ví dụ đặc biệt là cái du lịch mà outbound đó, nếu mà bạn rành về tiếng Anh thì chúng ta sẽ làm điều hành ở những cái thị trường mà nói được tiếng Anh. Có thể là chúng ta trao đổi giao dịch được với những cái đối tác chúng ta ở những cái thị trường mà nói được tiếng Anh. Ví dụ bạn nào biết tiếng Hoa thì chúng ta chỉ làm điều hành ở trong cái khu vực là nói tiếng Hoa, chẳng hạn như là Đài Loan, rồi Hồng Kông, rồi Macau, rồi Trung Quốc, ví dụ như vậy. Rồi ví dụ là bạn nào mà rành về Đông Nam Á thì chúng ta chỉ có làm việc, chúng ta làm điều hành ở khu vực Đông Nam Á, chẳng hạn như Lào, Cam, Thái. Rồi có những cái điều hành là chỉ là Indonesia, Malaysia và Singapore. Hoặc là có những điều hành người ta chỉ làm cái khu vực đó là Nhật Bản, Hàn Quốc, vân vân. Rồi bạn nào giỏi về cái ngoại ngữ nào đó, tiếng Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha thì chúng ta chỉ khai thác ở thị trường đó thôi. Như vậy là riêng cái bộ phận điều hành thì nó có quá nhiều cái chức danh ở trong đó, nó có nhiều cái mảng điều hành để cho các bạn làm. Như vậy là chúng ta không có nghĩ, chúng ta nghĩ làm sao cho nó thoáng hơn, cho nó rộng hơn. Không phải là điều hành là chúng ta chỉ có một vị trí trong đó, là ai vô cái vị trí đó thôi, mình không có xin được nữa. Như vậy là sai các bạn ha. Như vậy là riêng cái bộ phận điều hành nó cả chục cái vị trí trong đó rồi. Rồi ngoài ra chúng ta còn có làm cái điều hành vận chuyển nữa. Có những công ty lớn người ta chia hẳn ra, cái người này chỉ ăn xong là tối ngày là người ta chỉ điều xe thôi. Ví dụ ngày đó trong công ty là có bao nhiêu chiếc xe khởi hành thì người ta sẽ điều xe đó, người ta chịu trách nhiệm cái việc đó. Rồi đó là gọi là điều hành về vận chuyển. Rồi điều hành chuyên về gọi hướng dẫn viên, ví dụ là tháng sau có bao nhiêu xe để khởi hành đó, thì người ta có cái công việc là người ta phải gọi hướng dẫn. Nếu công ty mình không đủ điều để đi thì người ta sẽ gọi hướng dẫn cộng tác từ bên ngoài. Nhiệm vụ của người ta là người ta test hướng dẫn. Khi mà hướng dẫn cộng tác, người ta test, người ta kiểm tra như thế nào để phù hợp cho cái đoạn đó. Như vậy là cái người mà làm điều hành, đặc biệt là điều hành về hướng dẫn viên đó, người ta rất là giỏi các bạn ha. Cũng giống như là một cái người gọi là quản trị nhân sự vậy đó. Những công ty lớn người ta chia nhỏ ra. Rồi thì đó là riêng về cái bộ phận điều hành, nó có quá nhiều cái vị trí trong công ty rồi các bạn nha. Rồi cái vị trí thứ hai mà chúng ta học cái ngành quản trị lữ hành ra, các công ty hình nào cũng vậy, người ta rất thích các bạn sinh viên mới ra trường đó, làm ở vị trí đó là kinh doanh, hay còn gọi là bộ phận sale đó nha các bạn nha. Thì cái bộ phận kinh doanh này cũng chia nhỏ ra, đó là thị trường nội địa,
thị trường inbound và thị trường outbound. Riêng về cái mảng mà du lịch inbound và outbound cũng vậy, mình giỏi cái tiếng nào, mình giỏi ngoại ngữ nào, và công ty mình đang kết nối với những cái thị trường nào thì mình làm ở thị trường đó thôi. Ví dụ chúng ta giỏi tiếng Nga thì chúng ta chỉ việc là sale ở thị trường tiếng Nga. Bạn nào rồi giỏi tiếng Ấn Độ thì chúng ta sale ở thị trường Ấn Độ. Bạn nào giỏi tiếng Anh thì chúng ta sale ở những cái thị trường tiếng Anh. Bạn nào giỏi tiếng Thái thì chúng ta sale thị trường tiếng Thái. Như vậy là riêng cái bộ phận kinh doanh này nó quá là hấp dẫn luôn các bạn. Nó có nhiều cái đường để chúng ta đi. Bạn nào giỏi tiếng nào thì chúng ta làm bên bộ phận kinh doanh của cái tiếng đó, của cái quốc gia đó thôi. Nó tùy theo công ty chúng ta có đủ lớn mạnh để mở ra riêng nó là một cái thị trường hay không đó các bạn nha. Thì những công ty lớn thì đa số là nó có nhiều cái vị trí bên phần kinh doanh này chứ không phải là một đâu các bạn nha. Đó, rất là nhiều các bạn ha. Ngoài ra còn có kinh doanh về vé lẻ, rồi kinh doanh về vé đò. Thì mỗi một cái bộ phận này đều có trưởng bộ phận hết, rồi dưới trưởng bộ phận là có nhiều cái nhân viên chuyên về cái lĩnh vực đó. Ngoài ra trong công ty lữ hành thì chúng ta còn có thể làm được việc gì nữa? Chúng ta có thể là bán vé máy bay trong và ngoài nước. À, rồi đặt vé xe lửa, có những công ty lớn thì người ta có văn phòng vé máy bay luôn, đại lý cấp 2 hoặc là đại lý cấp 1 có những hãng hàng không để mà mình liên kết. Ngoài cái bán vé máy bay thì chúng ta còn làm gì nữa? Thì trong công ty lữ hành người ta còn có một bộ phận nữa là bộ phận visa. Nếu công ty của các bạn mà chuyên về du lịch outbound đó thì cái bộ phận này là khá là năng động, bởi vì chúng ta phải thường xuyên đi đến các đại sứ quán hoặc lãnh sứ quán để chúng ta làm hồ sơ cho khách, chúng ta làm visa cho khách để công ty chúng ta mới khởi hành được. Như vậy là bạn nào mà xin vô bộ phận này cũng khá là năng động và cũng là hay ho, tại vì chúng ta nên đi lên đại sứ quán của các quốc gia rất là nhiều. Nếu mà công ty chúng ta là chuyên về du lịch outbound thì các bạn biết những quốc gia nào mà cần có visa đó thì chúng ta đến liên tục luôn các bạn ha, đến xếp hàng để xin visa dùm cho khách. Trong công ty lữ hành thì chúng ta còn có một cái mảng rất là lớn, đó là cái mảng về sự kiện, đó là hay là cái mảng event. Công ty du lịch nào hầu như cũng có cái mảng này. Cái mảng này là khá hay trong công ty du lịch luôn các bạn nha. Nếu mà bạn nào mà giỏi về tổ chức sự kiện, giỏi về những cái tổ chức về gala dinner, bạn nào giỏi về lửa trại, bạn nào giỏi về team building đó, hoặc là những cái sự kiện nào đó rất là hay các bạn ha. Vào mùa thì cái bên cái bộ phận này hầu như là người ta hoạt động hết công sức luôn các bạn. Một công ty như vậy là cái bộ phận này cũng nhiều người đó các bạn ha. Có thể lên cả chục người hoặc là hơn nữa để phục vụ cho những cái đoàn du lịch mà người ta kết hợp với những cái sự kiện. Mà hiện nay đó du lịch mà kết hợp sự kiện là rất là nhiều các bạn ha. Hầu như là những cái công ty mà người ta cái dạng mà incentive á, có nghĩa là công ty người ta cho nhân viên người ta sau một năm làm việc như vậy sẽ được đi một cái chuyến du lịch nào đó, hoặc là người ta đủ cái target, đủ cái doanh số thì công ty sẽ đài thọ cho họ được những cái chuyến đi. Thì thông qua những cái chuyến đi như vậy, người ta sẽ có một cái buổi nói chuyện, trao đổi giữa bên ban giám đốc cùng với nhân viên của họ để đưa ra những cái kế hoạch mới, cũng như là tuyên bố, cũng giống như là khen thưởng những cái cá nhân hoặc là những cái nhóm nào đó đã hoàn thành công việc xuất sắc. Thì đó là hiện nay đó là cái nhu cầu các bạn ha. Cho nên là bạn nào mà có khả năng dẫn được chương trình, bạn nào có khả năng là làm được chương trình những cái sự kiện thì chúng ta xin vào cái bộ phận này làm lương rất là cao các bạn nha. Công ty còn có một cái bộ phận rất là nhẹ nhàng, đó là bộ phận chăm sóc khách hàng. Bộ phận này thì chúng ta thường xuyên gọi điện hỏi thăm khách hàng, nhắn tin hoặc là chat qua Zalo hoặc là mail vân vân. Khi nào là những cái khách hàng lớn của mình, những cái khách hàng đó tới ngày sinh nhật thì chúng ta gọi điện, hoặc là chúng ta gửi hoa để chúc mừng sinh nhật của khách hàng vân vân. Thì nói về cái chăm sóc khách hàng thì nó muôn vàn muôn kiểu lắm các bạn ha, rất là nhiều thứ thì chúng ta phải làm, chứ không phải là riêng về cái việc mà chúng ta chỉ có gửi hoa gửi quà cho khách. Ngoài ra thì công ty chúng ta có những cái sản phẩm mới thì chúng ta liên tục chúng ta gửi cho khách hàng về những cái thông tin về những cái chuyến đi hoặc là những cái tour mới mà công ty chúng ta mới phát triển được, cần sự ủng hộ của khách hàng. Thì đó là cái bộ phận về chăm sóc khách hàng. Rồi ngoài ra công ty chúng ta còn có những bộ phận khác, chẳng hạn như bộ phận mà chuyên môn viết content để marketing. Chúng ta có thể là viết content trên Facebook, chúng ta có thể là viết content ở trên cái trang web của mình. Hoặc là các bạn chuyên môn làm những cái video để mình chạy quảng cáo, hoặc là mình chuyên môn viết cái bài để mình đăng báo vân vân. Tất cả những thứ này thì bạn nào có khả năng mà viết lách tốt, bạn nào có giỏi về văn một chút xíu, bạn nào mà viết hay một chút xíu thì chúng ta xin vào bộ phận này. Không cần thiết là chúng ta phải nói nhiều mà chúng ta chỉ biết nhiều thôi, đó là bộ phận viết content. Chúng ta hiểu đại khái nó là như vậy các bạn nha. Rồi còn có một bộ phận cực kỳ quan trọng nữa ở trong cái công ty lữ hành của chúng ta, đó là bộ phận đó là thiết kế chương trình tour. Những công ty lớn là có riêng cái bộ phận này các bạn, bộ phận này là cả chục người hoặc là hơn nữa, ăn xong là mình thiết kế ra những cái chương trình mới. Công ty nhỏ đó các bạn thì đa số cái vấn đề mà thiết kế một chương trình đó là đa số những cái bạn bên bên phòng kinh doanh,
hoặc là trưởng phòng kinh doanh, người ta sẽ đề xuất cái chương trình đó để mình bán. Còn những công ty mà còn những công ty lớn đó, người ta có hẳn một cái đội ngũ luôn, là ăn xong là chuyên môn thiết kế chương trình này, ăn xong chuyên môn thiết kế chương trình, cũng giống như là những cái sản phẩm mới mà công ty của chúng ta vừa kết hợp với đối tác ở nước ngoài, hoặc là một cái điểm nào đó ở trong nước mình mà nó mới mở, thì người ta sẽ tìm tòi, người ta sẽ phát triển xây dựng một cái sản phẩm mới để phục vụ cho du cầu của du khách. Còn có những công việc khác đó là chúng ta bán hàng online, có nghĩa là chúng ta bán những cái sản phẩm du lịch của chúng ta qua trên mạng đó, chẳng hạn như là bên trên fanpage hoặc là trên Zalo hoặc là ở trên YouTube. Thì chúng ta phải có cái người để chúng ta chuyên môn trả lời khách hàng khi mà khách hàng người ta đặt câu hỏi hoặc là người ta chat một cái điều gì đó trên mạng, thì phải có người để người ta trả lời, thì đó gọi là bán hàng online. Thì ngoài ra những công ty lớn còn nhiều cái chức năng, nhiều cái chức vụ khác nữa, chứ không riêng vì những cái bộ phận này. Nếu bạn nào giỏi thì có thể, bạn nào giỏi về máy tính thì chúng ta chuyển vào bộ phận IT, có nghĩa là chuyên môn là chăm sóc về cái tất cả những cái máy móc trong công ty, rồi chuyên môn lo về cái trang web, một ngày up lên bao nhiêu cái bài viết vân vân. Hoặc là bạn nào khá chút xíu nữa thì chúng ta xin vào bộ phận hành chánh. Chúng ta học ngành quản trị du lịch lữ hành, ta còn xin được vào những cái khu du lịch, điểm du lịch. Chẳng hạn như là bây giờ chúng ta học xong, chúng ta xin vô Đầm Sen, chúng ta xin vô Suối Tiên, chúng ta vân vân. Hoặc là chúng ta xin ở những cái khu du lịch ở Cần Giờ đó, hoặc là những cái khu du lịch ở tỉnh đó, là chúng ta xin vào những cái khu này để chúng ta làm quản lý từ cái khu vực một. Chẳng hạn như ở Đầm Sen đi, nó có nhiều cái khu vực khác nhau, thì một các bạn xin vô, chúng ta có thể là quản lý cái khu sân khấu nhỏ, chúng ta có thể là quản lý cái một cái khu trò chơi, chúng ta có thể quản lý một cái khu nào đó. Cái việc mà chúng ta học cái ngành quản trị lữ hành đó thì chúng ta có thể là làm rất là nhiều việc các bạn ha, chứ không phải là các bạn đôi lúc các bạn nghĩ đơn thuần là chúng ta chỉ có xin vô ngành cái công ty lữ hành, là đa số các bạn ra trường sẽ làm sale, các bạn sẽ làm điều hành, thì đó cũng không đúng lắm các bạn nha. Mình phải nghĩ rộng ra, thì ngoài công ty lữ hành thì nó còn có những công ty sự kiện, cái công ty vui chơi giải trí khác mà chúng ta có thể xin vào làm những cái công ty đó, hoặc là chúng ta đi hợp tác lao động nước ngoài. Thì như chúng ta đã biết rồi, ở trong khu vực Đông Nam Á chúng ta đã thỏa thuận về cái tự do lao động trong khu vực Đông Nam Á chúng ta, dịch chuyển lao động trong khu vực Đông Nam Á chúng ta. Có nghĩa là khi mà mình học ở Việt Nam xong rồi, chúng ta có thể là làm một số cái ngành nghề ở trong cái lĩnh vực về du lịch. Chúng ta có thể dịch chuyển cái lực lượng lao động, có thể ở Việt Nam chúng ta có thể là qua bên Malaysia hoặc là qua Indonesia trao đổi lao động với nhau. Ví dụ như vậy, đấy thì hiện nay đã trong khu vực chúng ta là có cái này. Thì cũng rất là hay đấy. Bây giờ chúng ta học xong, chúng ta có thể qua Campuchia làm vân vân. Đặc biệt là trong cái ngành quản trị lữ hành chúng ta, người ta cũng đang cần một cái đội ngũ rất là lớn để người ta thuê các bạn qua đó để làm gì. Mình qua bên công ty của người ta ở nước ngoài đó, hoặc là chi nhánh của người ta tại ở nước ngoài đó, tại thành phố Hồ Chí Minh hoặc những thành phố lớn, để làm gì? Để sell chính cái khách của Việt Nam chúng ta sang quốc gia đó. Cho nên họ cần một cái đội ngũ rất là lớn, đó là bộ phận kinh doanh hoặc là cái bộ phận điều hành để làm cái việc này. Cho nên là họ rất là khác lao động về cái ngành dịch vụ lữ hành của chúng ta, chứ không phải là chúng ta nghĩ là ra là chúng ta chỉ có làm ở tại Việt Nam chúng ta không, thì cũng không ổn lắm. Như vậy thì vừa rồi tôi đã chia sẻ tất cả những cái công việc mà về công ty lữ hành mà đáp ứng được cái nhu cầu lao động cho tất cả các bạn khi mà học cái ngành quản trị lữ hành ra, để chúng ta có thể có được một công việc làm tốt. Điều quan trọng nhất là chúng ta học cho tốt cái trước đã. Khi mình ra mình có đủ cái kiến thức, mình có đủ khả năng, thì cái việc mà cân nhắc cho các bạn đi vào cái vị trí nó không khó. Khó của các bạn ở đây là chúng ta học, chúng ta còn rất là mơ hồ, chúng ta không biết là chúng ta ra chúng ta làm cái gì. Chính vì cái việc mơ hồ đó làm cho các bạn không có sự chuẩn bị trước về cái tâm lý khi mà chúng ta đến công ty du lịch lữ hành của người ta, chúng ta thực tập hoặc là chúng ta xin vô làm chính thức, chúng ta bị lúng túng hoặc là chúng ta ngỡ ngàng, chúng ta mở ngỡ, ủa ngày xưa em học đâu có cái này. Đúng rồi, thì em học thì ở trường không bao giờ mà có thể là đào tạo cho em hết tất cả mọi thứ ở trong công ty lữ hành đâu. Thì qua cái việc mà chúng ta đến công ty lữ hành của người ta, mình thực tập rồi mình tìm hiểu, thì chúng ta cố gắng cho bản thân chúng ta có một cái cơ hội để phát triển nữa, thì tôi nghĩ các bạn sẽ được đền đáp xứng đáng và các bạn sẽ có được một cái công việc tốt trong tương lai. Rồi, xin cảm ơn tất cả các bạn đã chú ý lắng nghe bài chia sẻ của chúng tôi, đó là học ngành quản trị lữ hành ra để làm gì. Xin cảm ơn tất cả các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.